Rồi nhấn phím set để đèn từ đỏ chuyển sang màu cam ạ. Ok. Thì anh sẽ nhấn phím tương cái phím anh muốn học ở trên điều khiển tivi, ví dụ là tăng âm lượng này. Anh để phím hai tắt cái đi. Vâng, anh để hai cái đầu của điều khiển nó ở trước nhau. À, tức là giữ mà anh nhấn bao giờ điều khiển bóc chuyển sang màu đỏ, anh nhấn phím tương ứng ở trên điều khiển bóc ạ. Chuyển sang đèn chuyển sang màu cam ạ. Anh nhấn lại một lần nữa. Đấy, chuyển sang màu cam sau anh nhấn set là sẽ được. Ok. Đấy, nó sẽ tăng. Thế là bây giờ là tăng giảm là dùng cái này điều khiển được. Ok. Anh nhấn set này anh nhá. Set này như này. Rồi. Nó sẽ chuyển sang màu cam ạ. Chuyển sang màu cam thì anh sẽ dí hai cái điều khiển với nhau, cái đầu với nhau đấy. Rồi. Sau anh nhấn này, ví dụ là phím đấy, cái phím này là phím nguồn vào HDMI này, anh có thể nhấn phím AV ở trên này. Đấy. Ok. Nhấn. Đấy. Ồ, cái này nó thông minh nhỉ. Đấy, bao giờ nó sẽ sang màu cam thì anh nhấn set nó sẽ tự học được. Đấy, okay. Anh nhấn. Đấy. Nó chuyển của HDMI. Ừ nhờ.